Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, các con số ngân sách đang khiến ngày càng nhiều người Nga đặt ra câu hỏi liệu Crimea có xứng đáng để họ phải chi nhiều tiền tới vậy hay không? Theo tổ chức tư vấn James Foundation, trong bầu không khí phấn khích xung quanh việc Tổng thống Vladimir Putin xâm nhập Crimea vào 6 năm trước, phần lớn người Nga đều sẵn lòng chi tiền để hợp nhất khu vực này vào phía Liên bang Nga Xong, vào thời điểm ấy, họ không biết quá trình đó sẽ tốn bao nhiêu tiền của. Quyết định sắp nhập Crimea đã dẫn tới các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nước Nga. Ngoài ra, các nhà chức trách tại Moscow cũng chưa bao giờ đưa ra được ước tính trung thực về số tiền cần phải chi cho việc này. Đó là chưa kể đến chuyện phải chi trong thời gian bao lâu, ngay cả sau khi Điện Kremlin tuyên bố việc sắp nhập bán đảo đã hoàn thành. Nếu như nền kinh tế Nga phát triển tốt, thì chuyện đó không phải là vấn đề. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Theo chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực Anton Chamlin, số liệu ngân sách được công bố gần đây cho thấy khoản chi tiêu khổng lồ dành cho Crimea sẽ tiếp tục được duy trì. Moscow có kế hoạch dành ra không dưới 102 tỷ rúp, tương đương khoảng 1,5 tỷ đô la để hỗ trợ 68% ngân sách của Crimea con số đó lớn hơn các khoản trợ cấp dành cho Dagestan và Chechnya lần lượt là 96,7 tỷ rúp, tương đương với 1,4 tỷ đô và 78,8 tỷ rúp, tương đương 1,1 tỷ đô la. Các con số mà ông Chamlin trích dẫn có thể khiến ngày càng nhiều người Nga đặt ra một câu hỏi. Liệu Crimea có xứng đáng để họ phải chi nhiều tiền tới vậy hay không? Ngay từ khi bắt đầu xâm nhập, các nhà quan sát độc lập của Nga đã chỉ ra rằng chi phí trực tiếp liên quan đến việc hợp nhất Crimea sẽ lớn hơn nhiều và kéo dài hơn so với những gì Điện Kremlin đã hứa hẹn. Ví dụ, theo nhà sử học Arkady Popov, việc Điện Kremlin cam kết chấm dứt các khoản trợ cấp lên tới 1.000 tỷ rúp, tương đương 160 tỷ đô la, chỉ sau 5 năm hoặc 6 năm là một điều vô lý. Trên thực tế, số tiền đó đã vượt quá mức mà Moscow có thể chi trả. Nó vượt quá cả mức trợ cấp dự kiến cho phía Bắc Caucasus và vùng Viễn Đông của Nga trong khi vẫn còn xa mới tới mức đủ, xét tới sự sụp đổ của nền kinh tế Crimea sau khi Nga xâm nhập. Bên cạnh đó, thậm chí nhiều người Nga đã phàn nàn rằng Moscow chi hàng tỷ cho Crimea nhưng không có tiền để sửa sang lại những ngôi nhà đang xuống cấp cho họ. Trong những năm vừa qua, nhiều chuyên gia khác nhau đã cố gắng đánh giá sự hỗ trợ của Moscow đối với Crimea. Tuy nhiên, phần lớn khoản chi tiêu dường như đang được giữ kín. Có lẽ, ước tính hợp lý nhất đến từ nhà kinh tế học Sergei Alexanderko hồi năm ngoái. Trong một bản nghiên cứu dài, ông Alexanderko khẳng định Crimea tính đến thời điểm 2019 đã khiến Nga tiêu tốn tới 1,5 ngàn tỷ rúp, tương đương 23,5 tỷ đô la nhà kinh tế học chỉ ra rằng con số đó tương đương với khoảng 10.000 rúp, tức là gần 160 đô la chi cho mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại Liên bang Nga. Hay theo một cách so sánh khác, Moscow hiện nay đang chi cho Crimea gấp 357 lần số tiền họ chi cho Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Mà dù Alexandre thừa nhận phần lớn người Nga tính đến năm 2019 không nghĩ rằng việc sáp nhập có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ. Sự chấp nhận thu động đó giờ đây có thể đang dần thay đổi. Do thứ nhất, những con số ngân sách này được đưa ra ánh sáng vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Và thứ hai, người Nga ngày càng nhận thức được các chi phí tài chính phụ thêm cho Crimea không được tính vào các khoản trợ cấp cơ bản. Trong số các khoản chi phí liên quan lớn nhất, có khoản Moscow buộc phải chi để đảm bảo bán đảo Crimea có đủ nước uống. Với các khoản chi tiêu khổng lồ hiện nay cùng với sự mâu thuẫn trong lòng người dân, tổ chức Zemtow Foundation cho rằng những điều đó có thể thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin đi đến một giải pháp khác thay thế. Đó là khởi động chiến dịch quân sự mới chống lại Ukraine để giành quyền kiểm soát nguồn cung cấp nước mà Crimea đã mất quyền tiếp cận khi xâm nhập vào Nga. Nếu xảy ra, điều đó có thể làm bùng phát xung đột quân sự giữa Moscow và Kiev, kéo theo nhiều hậu quả sâu rộng. Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine bị tố diễn tập đánh chiếm, giành lại bán đảo Crimea. Sau các báo cáo được đăng tải trên phương tiện truyền thông Ukraine, tờ Ria Novosti của Nga đã mô tả các cuộc tập trận là màn mô phỏng của một chiến dịch. Đầu tiên, các nhóm lực lượng đặc nhiệm sẽ âm thầm băng qua biên giới và tiến sâu hơn vào lãnh thổ bán đảo. Tại đây họ sẽ phá hủy đường băng của các sân bay phá hủy trung tâm liên lạc, sở chỉ huy, kho vũ khí và tiêu diệt các chỉ huy. Chiến dịch bí mật này được theo sau bởi một cuộc xâm lược toàn diện trên không và trên bộ. Trong khi nhiều tờ báo Nga cho rằng cuộc tập trận được tổ chức nhằm diễn tập cho kịch bản giành lại bán đảo Crimea từ phía Moscow, nhưng Trung tướng Sergei Naev của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng mục đích của tập trận là nhằm diễn tập các biện pháp phòng ngừa bảo vệ các cơ sở chiến lược quan trọng trước các mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra. Trước đó, theo Ria Novosti, những nỗ lực trong quá khứ của Ukraine nhằm thiết lập mạng lưới tình báo tại Crimea đã thất bại. Hồi tháng 1, một người dân địa phương đã bị bắt vì tình nghi tàng trữ chất nổ, được cho là theo lệnh của tình báo Kiev. Vào tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã phát hiện một mạng lưới gián điệp Ukraine đang lên kế hoạch cho các hoạt động khủng bố và đánh cắp tài liệu mật. Năm 2016, FSB thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố do phía Kiev lên kế hoạch. Nhân viên của FSB và một binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đòi súng tại biên giới. Tổng thống Ukraine khi đó, Petro Poroshenko đã phủ nhận sự liên quan của Kiev. Ngược lại, phía Ukraine cũng cáo buộc các lực lượng đặc biệt của Nga thực hiện các nhiệm vụ do thám và phá hoại trên lãnh thổ của nước mình. Moscow phủ nhận mạnh mẽ các tuyên bố, nhưng các cáo buộc này được Kiev viện dẫn như một cách cớ để tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Crimea vốn là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt kể từ sau khi sát nhập vào Nga năm 2014. Tướng Naev của Ukraine cho biết hàng trăm trang thiết bị quân sự của Nga và hơn 30.000 quân đang hiện diện đóng quân tại đây. Trong cuộc họp báo mới đây, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ukraine đã đưa ra một thông tin khá sốc về kế hoạch mua sắm vũ khí của nước này trong tương lai. Trang tin Topwar dẫn lời tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trung tướng Ruslan Komchak, trong một cuộc họp báo mới đây cho biết, nước này đang trong giai đoạn đầu để phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa thế hệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai. Cũng theo vị tướng này, quá trình phát triển hệ thống phòng thủ trên do Cục Thiết kế Zunoy và LAX đảm nhận. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng đề ngỏ khả năng sẽ mua hệ thống phòng không của nước ngoài để tạm thời đáp ứng nhu cầu hiện tại. Bản thân tướng Kamchak cũng khẳng định rằng Kiev cần tới một hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả nhằm đối phó với các mối đe dọa đến từ phía Nga. Bạn biết rất rõ người Nga có những loại tên lửa tấn công nào hiện đại tâm bắn của chúng bao phủ toàn bộ lãnh thổ ukraine. moscow không cần đến không quân để phát động một chiến dịch không kích nhằm vào kiev. tướng chắc cũng đưa ra bình luận kiev không nên tiếp tục lừa dối bản thân khi cho rằng quân đội nước này chỉ cần đến các hệ thống phòng không thông thường. vị tướng này cho rằng quân đội ukraine cần đến một hệ thống phòng thủ tên lửa theo đúng nghĩa, khi cần thiết chúng vẫn có thể làm nhiệm vụ phòng không. trong cuộc họp báo trên tướng Komchak cũng đưa ra một thông tin khá sốc, đó là quân đội Ukraine có vẻ như đang quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, vốn được đánh giá là có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Nga. Tôi đã đề xuất với các lãnh đạo cao nhất về khả năng mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Vũ khí này có thể đảm nhận vai trò đánh chặn tên lửa, lớn máy bay đối phương. Quân đội Ukraine cần hệ thống phòng thủ tên lửa như là Patriot. Thướng đã nhận định. Tuy nhiên, ông lại không nói rõ nguồn lực sẽ giúp nước này mua các hệ thống phòng không đắt đỏ của Mỹ, cũng như việc quân đội Ukraine cần tới bao nhiêu hệ thống phòng không để bảo vệ bầu trời Kiev. Được biết, trong vài năm trở lại gần đây, quân đội Ukraine cũng thực hiện chương trình đại tù và nâng cấp một số hệ thống tên lửa phòng không S-300PS có trong biên chế. Tuy nhiên, các hệ thống này sau khi nâng cấp chỉ có thể kéo dài thời gian hoạt động, thêm vài năm. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho KF quyết định phát triển một hệ thống phòng không hoàn toàn mới. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.